Mẹ Cát Tiên Thử Thách kính chào cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại video của Mẹ Cát Tiên Thử Thách. Thì trước khi vào video thì em xin chúc cô chú, anh chị và các bạn ngày mới nhiều sức khỏe, may mắn, bình an. Hôm nay là ngày 20 tháng 4. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại mộ của cậu Năm. Thì sáng sớm nay thì em thấy thì trong thì có hai anh em đồng nghiệp của em. Thì hiện tại thì không biết họ đang làm việc trong đó. Thì xin mời cô chú anh chị và các bạn vào bên trong mộ của cậu Năm nha. Wow, bước vào bên trong thì thấy hai chậu hoa treo hai bên gốc cây nữa chị bạn, hai bên cái rạp này mọi người. Là những cái hoa còn được bao lại nha mọi người. Tại sáng sớm nó còn sương á, chưa có giải ra được, tại những cái loại hoa là hoa sáp. À, những cái hoa nó được di chuyển ra ngoài chị bạn ơi. Thì anh em đang thay nước cho cậu Năm, nước chung trà nha các bạn. Để em nhìn thấy là đã sắp hương rồi. Đây là những cái hoa nó di chuyển ra. Một điều đặc biệt đó là thấy em đồng nghiệp đang đem trái cây đến thắp cúng cho cậu Năm. Ở dưới Đại Nam à? À, Đại Nam gửi em. Đại Nam. Hôm nhờ trái cây với bánh cúng chị. Chưa sắp xếp được thời gian đâu. Thì cũng cảm ơn chị Huyền đúng không? Cảm ơn chị Huyền nhiều nha. Chúc chị nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị là một vị khi khách đầu tiên viếng mộ của cậu Năm ngày hôm nay luôn á. Cái hoa nữa. Thì bây giờ sáng thì anh em cũng chưa có dọn cái tấm mũ đó ra được đúng không Minh? Tại vì còn sương đúng không? Đúng rồi. Rồi sau cái video này thì anh em mình sẽ tóc cái đó ra. Nói chung là anh em nào vô trước thì dọn trước cũng được, hoặc là đợi anh em dọn chung cũng được, không đúng sao. Rồi không sao đó, ai vô trước thì ai muốn làm trước mình làm. Nói chung là anh em mình vô giờ nào mình làm gì nấy, vô giờ nào là mình lấy, còn muốn là đợi anh em cũng được, không có là mình hú một tiếng có số phone ở trên màn hình đó mình gọi vô mình làm cũng được, làm trước cũng được, có ai vô trước làm trước không biết mà. Có hoa nữa nè. Đây là một cái chị nào em? Chị Huyền luôn á. Chị Huyền luôn hả? Sáng nay chậu này cũng đã được anh em cho cát vào thêm các bạn, cái loại sỏi được cho nó đầy rồi nè mọi người, thấy không, nó không có bị nghiêng đó mọi người. Bây giờ em cầm hỏi là cầm hỏi đấy, đưa tao cầm tao, đưa anh lấy một bình chưa, để để anh lấy cái chậu bự kia ra luôn, hai cái chậu bự đúng không, hai chậu bự phát tài nhập đúng không, cái đó phải bưng cẩn thận. Thank you.
Ủa phát tài mới nó ăn vậy? À, anh với mình cũng rồi. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ thì em cũng kết thúc cái video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn video sau. Vô mình ăn vô trước, mình làm trước, không có là đợi anh em cũng được ha. Đợi anh em mình làm cho trưa nó ấy đi. Chứ mình một khó làm lắm á. Xem thì đăng ký cho mẹ các tiền thử thách nha mọi người. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều.